Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, làm thế nào để tạo ra một nhịp cầu thông cảm cho hai thế hệ? Joseph đã tìm cách giải bài toán khó khăn này bằng kỹ thuật thông minh nhân tạo. Theo anh, thì cách nhanh nhất để những người trẻ nhanh chóng thấu hiểu văn hóa Việt Nam là dịch những bài hát, những khúc phim tài liệu Việt Nam sang tiếng Anh. Nhưng với số lượng phim, nhạc khổng lồ ngày càng tăng, ta phải làm cách nào để hoàn thành việc đó? Joseph nghĩ là anh đã tìm được một lời giải tương đối thỏa đáng. Mời quý vị theo dõi phần 5 Những suy nghĩ của Joseph, chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Có phải vì bởi vậy cho nên anh mới suy nghĩ về một cái chuyện là nếu mà có một cuốn phim bằng tiếng Việt thì mình sẽ làm caption bằng tiếng Mỹ, hoặc là khi mà tiếng Mỹ để mình làm caption bằng tiếng Việt là để giúp cho những người giống như là em của anh hay là những người khác, mình có thể nói là tạo ra một cái nhịp cầu giữa cái hai bên. Tại vì nếu không có cái nhịp cầu đó thì những người nói tiếng Việt cũng không thể nói được, không thể xem được những phim tiếng Mỹ, mà những người nói tiếng Mỹ không thể xem tiếng Việt, phải không ạ? Đúng rồi. Thì đó, thí dụ như có Paris by Night thì tôi có nhiều bạn bè, hay là có Asia Entertainment, nhiều bạn bè mà nghe những bài hát mà bố mẹ rất là yêu mến về Asia Entertainment, thí dụ Vĩnh Biệt Sài Gòn của Nam Lộc, hay là của Trịnh Công Sơn chẳng hạn. Họ biết, bố mẹ của mình đang nghe cái gì tiếng Việt thôi, vì mình cũng có thể nghe sơ sơ thôi, có thể nghe hiểu sơ sơ, nhưng mà mình không hiểu hết được cái hay và giống như là như thơ đó trong cái bài hát đó, và nó cái và cái cách mà những câu chuyện của cộng đồng của mình, thí dụ trong Vĩnh Biệt Sài Gòn, Sài Gòn ơi tôi nhớ người trong cuộc đời, cái cảm xúc của mọi người đã rời bỏ Sài Gòn, đã phải bị lưu đày trong một cái xứ lạ và cố gắng sống sót được, những cái cảm xúc đó không được truyền lại cho thế hệ trẻ, nên là nếu mà họ không hiểu được cái đó thì làm sao mà mình có thể đánh giá cao những câu chuyện của bố mẹ họ. Đó, thì tôi nhớ là một trong những cuốn phim tôi thấy là đáng nhớ nhất là một cái phim Việt Nam, là nếu mà tôi học, tôi xem cái đó ngày xưa thì chắc là tôi không hiểu hết. Nhưng mà cái phim đó nó kêu là Đất Khổ của một người tên là Hà Thúc Cần. Nó được phát hành năm 72-73 ở miền Nam Việt Nam á, và có Trịnh Công Sơn là nhân vật chính trong đó, kể và nó dựa trên cái tác phẩm của nhạc ca Giải Khăn Châu ra Huế, và nó nói về cái cuộc thảm sát ở Huế và cái đau khổ của chiến tranh. Tôi xem cái phim đó với phụ đề tiếng Anh và tôi thấy là wow, đây thực sự là cái kinh nghiệm của những người đã trải qua đau khổ trong chiến tranh, và bằng cách đó thì tôi có thể hiểu được những gì là bố mẹ và ông bà của mình đã trải qua khi ông bà đã di cư vào miền Nam 54, rồi trong chiến tranh thì họ bị đau khổ thế nào, rồi cái đau khổ của những người kế tiếp. Thì tôi đã xem cái cuốn phim của Ham Trần kêu là Vượt Sóng, và tôi cũng thấy là nó rất là sâu sắc, tại vì nó kể không chỉ về cái đau khổ của những người thuyền nhân đã phải vượt biển rồi mất gia đình trong đó, mà cũng như là cái đau khổ mà việc đồng hóa hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ và cố gắng xoay sở được trong một xứ lạ. Tôi thấy là nếu mà có nhiều phim hay là có nhiều tác phẩm văn học, bài hát, bài thơ có thể được dịch bằng tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng Anh, thì nó có thể sâu sắc hơn nữa, và nó có thể là một cách để truyền được những cảm xúc của cộng đồng của mình đến thế hệ thứ hai. Và đó là lý do mà tôi đang khởi đầu một chương trình khác nữa, là để sử dụng AI để ghi chép lại mấy cái video hay là mấy cái tác phẩm bằng tiếng Việt
và dịch nó sang tiếng Anh để mà thế hệ trong tương lai có thể đánh giá cao một tác phẩm, thí dụ của Nhạc Ca, của Võ Phim, của Mùa Biển Động, của Hà Thúc Sinh, Đại Học Mấu chẳng hạn. Vâng. Đó. Và chính vì mình có AI thì mình không phải dành 100, 200 tiếng đồng hồ chỉ để dịch được một hai câu đó, mà mình có thể dịch hết một cuốn sách được trong vòng một tháng thôi. Và qua đó thì bây giờ thì mình có cái thế hệ trẻ như Việt Thanh Nguyễn, mình có Ocean Vương, thì những người đó cũng là một người tài giỏi, những người nổi tiếng, cũng đại diện cho cộng đồng một cách tốt. Nhưng mà đó là sau 50 năm nguồn cộng đồng người Việt ở đây. Và mình thực ra thì thậm chí cộng đồng của mình hay quên đi, hay lãng quên, hay là không để ý đến những cái tác phẩm, cái kho báu của 50 năm văn học Việt Nam ở hàng ngoại, 50 năm bài hát, bài thơ Việt Nam nó được viết bằng tiếng Việt, cho nên là ở Việt Nam nó bị cấm, ở bên Mỹ thì nó bị vô hiệu hóa. Nên là nếu mà có cả hai cái cộng đồng đó thì mình có thể có một cái kho báu của cộng đồng người Việt qua văn học, của thơ, của nhạc, âm nhạc, của everything, rồi appreciate cái sự đa dạng của cộng đồng người Việt của mình từ thế hệ lớn tuổi đến thế hệ thứ hai. Như vậy thường thường mà anh đã làm một cái nào tương tự như vậy chứ, hay là đây chỉ là vấn đề mới suy nghĩ tới, đã làm có cái công việc dịch thuật với AI như vậy, đã làm cái công trình gì chưa, đã có một cái công trình nào đáng gọi là mình đã làm xong chưa? Bây giờ thì tôi đang hợp tác với Vietnamese American Heritage Foundation cũng như là Vietnamese Heritage Museum, Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam để mà ghi chép lại và dịch thuật và bỏ phụ đề tiếng Anh lên trong hơn 500 cuộc phỏng vấn lịch sử chuyển khẩu. 500. Yeah. Đó, ở trong Vietnamese American Heritage Foundation thì có một cái YouTube channel được kêu là Vietnamese Diaspora Stories. Trong đó thì có một số phụ đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà tôi chưa làm xong. Tại vì nếu mà tôi nói chuyện với quý khán giả thì tôi cần nhiều người tình nguyện viên để mà giúp, để sửa lại những phụ đề mà AI không thể làm được. Thực ra thì AI có thể dịch và phiên âm khoảng 90% tiếng Việt và tiếng Anh một cách rất là tốt, nhưng mà cái 10% còn lại thì cần nhiều tình nguyện viên để bỏ thời gian để mà giúp bỏ phụ đề tiếng Anh lên những cái video đó, để mà thế hệ thứ hai khi nếu mà dạy những cái cuộc phỏng vấn đó trong một lớp tiếng Việt ở trong học Google Go thì các học sinh có thể truy cập được và appreciate. Và tôi đang bắt đầu với những cuộc phỏng vấn lịch sử trường khẩu của VAHF cũng như là Vietnamese Heritage Museum, nhưng mà tôi muốn lan tràn, nếu mà tôi có thể đến các tác phẩm văn học, thơ, tất cả những video của Asia, của SBTN, của Paris by Night, tại vì có nhiều bài hát mà bố mẹ rất yêu mến mà con cái của họ không thể hiểu cái đằng sâu á, cái lời, cái chiều sâu, yeah, cái lời chiều sâu của nó. Và nếu mà tôi có thể thì tôi muốn tiếp tục đến cái đó cho đến khi tất cả những tác phẩm trong cộng đồng hải ngoại mà đang sinh sống ở một nơi mà chúng ta không nói tiếng Việt nữa, ít nhất là thế hệ mai sau vẫn có thể truy cập nó được. Và nếu mà mình đến chỗ đó thì mình có thể nói là cộng đồng của mình đã được bảo tồn, đã được giữ gìn một cách thành công. Tại vì mặc dù là mình là con cái không có đọc được hay là không có xem được, ít nhất là nó đang có nếu mà họ muốn vào. Và bây giờ thì mình có rào cản ngôn ngữ và rào cản văn hóa, thì mặc dù là họ muốn tìm hiểu thêm với cộng đồng của họ, họ vẫn không làm được. So, đó là một cơ hội mà tôi nghĩ là nó rất là tuyệt vời và rất là đáng chờ cho đến khi mình làm xong. Chỉ có điều là mình cần nhiều nhân lực và nhiều hỗ trợ từ ủng hộ, sự ủng hộ từ cộng đồng để mà
làm xong và làm thành công dự án đó.